Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ơn Giời tối thứ 6 rồi và tôi là Hoàng Huyền, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chuyến hành trình khám phá trải nghiệm không gian đẹp ngày hôm nay. Và đó là không gian như thế nào, chúng ta sẽ cùng khám phá nhé! Các bạn đang xem video clip review căn hộ cao cấp 5 sao dành riêng cho những cư dân đẳng cấp nằm tại tầng 25 của chung cư Skybuck Residence. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Huyền, người vô cùng may mắn đã được ekip lựa chọn tham gia trải nghiệm một trong những dự án cao cấp nhất tại quận Cầu Giấy. Và nhân vật sẽ đồng hành cùng với Huyền ngày hôm nay là ai? Hãy cùng theo chân Huyền đi tìm anh ấy nhé! Với triết lý kinh doanh đem những giá trị thực dành cho khách hàng, Skybuck Residence là sản phẩm vô cùng tâm huyết của chúng tôi. Một sản phẩm chung cư hoàn hảo với thiết kế thông minh, tinh tế, thân thiện với môi trường mà không làm mất đi vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ. Xin kính chào toàn thể quý vị và khán giả. Tôi là Đoàn Tuấn, phó phòng kinh doanh của chủ đầu tư dự án Skybuck Residence và hôm nay tôi sẽ dẫn Hoàng Huyền và quý vị khán giả đến tham quan trải nghiệm căn hộ mẫu của chúng tôi. Anh Tuấn này, Huyền cũng đang rất tò mò về căn hộ mẫu sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển nhé. Xin giới thiệu với Hoàng Huyền, đây là hệ thống thang máy của tòa nhà, đây là hệ thống thang máy của Mitsubishi. Anh Tuấn ơi, em thấy là một sàn của chúng ta thì có 12 căn hộ mà có tới 6 thang máy. Vậy là trung bình là 2 căn hộ thì sẽ được sử dụng một thang máy đúng không? Đúng rồi em ạ. Và anh cũng thấy là thang máy của mình đi rất là êm, rất là thoải mái và đón khách rất là nhanh nữa. Và thế hệ này, thế hệ 6, thế hệ mới nhất của Mitsubishi sẽ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi của khách hàng, sẽ đón khách hàng vào lúc nhanh nhất. Và cái tốc độ của thang máy là 2.5m/giây. Ngay từ cửa vào, quý vị có thể thấy là căn hộ được trang bị hệ thống khóa cửa thông minh với 4 chức năng. Chủ sở hữu của căn hộ có thể mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, khóa cơ và mật mã. Wow. Xin giới thiệu với quý vị khán giả và Hoàng Huyền, đây là khu vực tiền sảnh của dự án và đây là tủ giày. Tủ giày này sẽ được chủ tư bàn giao cùng với căn hộ. Tủ giày này như quý vị cảm nhận đấy, rất là rộng và dài, đủ cho cả căn hộ 2-3 thế hệ. Wow. Anh vừa có nói rằng đối với căn hộ của chúng ta thì sẽ có 3 phòng ngủ này, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng kho và 3 loja nữa đúng không? 3 loja. Thì dự án của mình sẽ có 3 loja, 1 loja phòng khách, phòng ngủ master và loja dùng để phơi đồ. Wow, nếu như em đoán không lầm thì đây sẽ là phòng kho. Đúng rồi, đây sẽ là phòng kho. Sẽ ngay từ khu tiền sảnh của dự án sẽ là phòng kho để đựng đồ, những cái đồ vật dụng lâu ngày sử dụng của khách hàng. Như Huyền và quý vị cảm thấy đấy, đây là khu vực bếp của dự án. Tất cả không gian này chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ cả khu vực tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và đây sẽ có một khu bàn đảo rất là dài. Khu bàn đảo này thì có thể là lúc các bà mẹ nội trợ hoặc các chị em có thể nấu ăn và sửa soạn bữa trưa hoặc bữa tối. Và có thể là cuối tuần mời rủ bạn bè và gia đình đến đây tổ chức một tiệc buffet cũng được. Wow, anh này vừa bước vào căn hộ em đã ấn tượng ngay về không gian của phòng bếp. Bởi vì sao? Phụ nữ cực kỳ thích mọi thứ ở trong phòng bếp này. Em thấy sắp xếp rất là khéo léo và tỉ mỉ nữa. Trong như Huyền có thấy là trong khu vực toàn cảnh khu vực của bếp của dự án này thì ngoại trừ tủ lạnh ra, còn tất cả không gian mà chúng ta đứng ở đây đều được chủ tư bàn giao. Thế gồm có là mình sẽ có hệ thống bếp từ này, hút mùi, lò nướng, chậu rửa vòi của thương hiệu Malocca đều sẽ được bàn giao. Và ngoài ra thì sẽ có là hệ thống phụ kiện, cũng có tay nâng, giá để úp chén đĩa và các kệ son. Đây rất là hoàn hảo đầy đủ. Đây có các kệ son. Kệ son sẽ được đặt ở vị trí bàn đảo để khách hàng có thể thuận tiện khi nào mà nấu rửa và để cất dọn đồ sang bên này. Và bên anh cũng thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ, bên anh cũng thiết kế theo phương án là gian bếp mở. Gian bếp mở có thể kết nối giữa người nấu cơm với cả là khách được dễ dàng hơn, giúp mọi người trong căn hộ có thể giao tiếp với nhau được nhiều hơn. Em để ý có một điểm đó chính là về thiết kế của màu sắc và ánh sáng nữa. Sự kết hợp rất hài hòa, tạo cái cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mà mình trở về nhà, tổ ấm sau một ngày làm việc bận rộn ấy. Đúng rồi, bên thiết kế của bên anh thì tất cả các từ màu sơn, từ các màu sắc của thiết bị, từ đèn này, xong thiết bị bàn giao đều có màu sắc rất là dịu nhẹ.
kiểu ánh sáng vàng nhẹ. Thì cảm giác lúc mà khách hàng hay là chủ căn hộ mới vào khoảng độ 1-2 tiếng đầu ấy, thì mình cảm giác rất là nhạt nhào, đơn giản. Nhưng mà chúng ta ở lại thêm thứ 2, thứ 3 thì chúng ta sẽ cảm giác rất là ấm cúng và sẽ lúc nào cũng muốn, tâm trạng lúc nào cũng muốn được về nhà sau ngày mệt mỏi. Phòng khách của chúng ta thì như em thấy nhìn rất là thoáng và chúng ta có thể nhìn sang lô ra, nhìn cảnh quan ở bên ngoài rất là tiện lợi. Giá của căn hộ này đang rơi vào khoảng 6 tỷ 7 một căn, 3 ngủ. 6 tỷ 7, vậy là nếu như mà mình chia ra thì rơi vào khoảng 52 triệu một mét vuông đúng không anh? Từ 52 triệu mét vuông thôi. Sky Park Residence là tổ hợp 2 tòa chung cư cao 27 và 37 tầng, gồm có 2 tầng thương mại, 1 tầng hầm và 3 tầng đổ xe. Cùng với đó là có 496 căn hộ và penthouse. Cư dân của dự án thì sẽ được sở hữu tiện ích nội khu đẳng cấp, gồm có đại siêu thị Vinsmart ở tầng 1, nhà hàng, cà phê, bên cạnh đó có phòng chơi cộng đồng, có khu vui chơi trẻ em và đặc biệt sẽ có khu vực tập gym, yoga và bể bơi 4 mùa trên tầng 6 của dự án. Master đúng không anh? Rồi, đây là phòng ngủ chính của căn hộ. Như em nhìn thấy, căn phòng ngủ chính của mình sẽ có là khu vực ban công lô ra và hệ thống tủ áo. Hệ thống tủ áo âm tường này thì cũng sẽ được chủ tư bàn giao cho khách hàng. Wow, sẽ được bàn giao tủ quần áo và em cũng để ý thấy là mình có một hệ thống điều hòa rất là xịn đây. Đúng rồi, như anh đã nói ở ngoài đấy. Hệ thống điều hòa của căn hộ trang bị hệ thống điều hòa của VDV Daikin 4S. Thì sẽ có là chỉ có một cục nóng thôi và sẽ có rất nhiều mặt lạnh. Thì mỗi phòng ngủ sẽ có một mặt lạnh. Đây là cắt xê lạnh này, thiết kế rất là nhỏ gọn và tinh tế, sẽ che lấp đi. Chính xác, và đặc biệt là em để ý tới thiết kế của phòng ngủ này thì cũng có đối với cả tivi này và cả đối với cái bàn trang điểm này nữa. Đối với em thì em lại cực kỳ thích đối với chiếc bàn phấn này. Em để ý thấy thằng ban công của phòng này thì khá là rộng, cũng là diện tích của nó khoảng bao nhiêu anh? Diện tích của ban công thì khoảng từ 5 đến 7 mét vuông. Wow, nhìn kìa, em thấy view của nó có thể mình dễ dàng nhìn ra view thành phố. Và từ tầng 25 mà chúng ta nhìn xuống thì mọi thứ rất là tuyệt vời. Đúng vậy. Và đối với phòng ngủ master này anh ấy, thì chắc chắn là mình sẽ có một nhà vệ sinh, phòng tắm đúng không anh? Đúng rồi, đối với phòng ngủ master thì mình sẽ có một nhà vệ sinh. Tất cả các thiết bị bàn giao trong căn hộ từ vệ sinh này là bọn anh sẽ cùng định mức quy chuẩn cũng như tiêu chuẩn khách sạn 5 sao vậy. Và thiết bị bàn giao thì rất là cao cấp. Ví dụ như thiết bị nhà vệ sinh của dự án được bàn giao thiết bị vệ sinh cao cấp của Toto. Như em thấy là khu vực phòng tắm master thì sẽ có trang bị thêm cả bồn tắm. Và tất cả các phòng vệ sinh đều có lắp xứ điện tử. Một điểm mới so với dự án bên anh xây dựng là thời điểm là tất cả vệ sinh, từ vệ sinh chung đến vệ sinh master đều được trang bị lắp xứ điện tử của Toto cả. Chia tay phòng ngủ master thì đến ngay đây là phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Hai phòng ngủ thì này sẽ cách nhau một lô ra. Vậy tổng cộng căn hộ của chúng ta sẽ có tới 3 lô ra em nhé. Tất cả những lô ra này đều đảm bảo cho căn hộ thể đón gió và ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, đem lại một sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Bên cạnh đó, căn hộ có thêm một nhà vệ sinh và một phòng kho nữa, giúp nâng cao tiện nghi cho chủ nhân của căn nhà. Xin được cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ngày hôm nay đã giúp cho Hoàng Huyên có một trải nghiệm thực sự rất tuyệt vời tại dự án Sky Park Residence. Và quý vị thân mến, chắc chắn quý vị cũng đã có trải nghiệm và cảm nhận riêng cho riêng mình. Nếu như quý vị có những băn khoăn thắc mắc thì hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn của Celine, chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.